Điều đầu tiên chúng ta sẽ được hỏi vào ngày xét xử là lễ nguyện. Nếu nó được thực hiện đúng cách thì chúng ta sẽ được cứu. Đây là một trong năm trụ cột của Islam, nghĩa là mỗi người Muslim phải cầu nguyện 5 lần một ngày trước khi đứng hành lễ, đảm bảo rằng bạn đang ở trong trạng thái sạch sẽ cổ vudu, hướng mặt về phía Qibla. Chúng ta bắt đầu bằng cách giơ hai tay lên ngang vai và nói Allahu Akbar, tiếp đó đọc Suratul Fatiha và một sura từ kinh Quran, sau đó nói Allahu Akbar và cúi xuống ruku, quỳ gập người và nói Subhan Rabbil Azim 3 lần, rồi đứng thẳng người lên và nói Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Tiếp theo xuống tư thế sujud và nói Subhan Rabbil A'la 3 lần, sau đó ngồi thẳng lên và nói Rabbighfirli Rabbighfirli, sau đó sujud một lần nữa và nói Subhan Rabbil A'la 3 lần. Rakat thứ hai, khi bạn đã thực hiện xong hai lần sujud, bạn ngồi yên và thực hiện tashahud. Rakat cuối cùng, bạn ngồi thực hiện tashahud, gửi lời chào bằng an đến các vị thiên sứ, sau đó quay đầu sang bên phải và nói Assalamu alaikum wa rahmatullah, rồi quay đầu sang bên trái và nói Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vậy là bạn đã hoàn thành lễ nguyện của mình. Cầu xin Allah chấp nhận nó từ bạn.